Dạ, hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng di động Thành Phú nha. Ngày hôm nay em sẽ lên tiếp một số cái đơn hàng cũng như là một số cái mặt hàng mà bên em vừa mới về cho mọi người nha. Đầu tiên ở em sẽ nói nhanh về cái hình thức mua bán bên cửa hàng bên em. Bên em là cửa hàng Thành Phú, chuyên điện thoại giá rẻ và linh phụ kiện nha. Facebook bên em cũng như trên nền tảng YouTube thì bên em sẽ lấy với tên là di động Thành Phú luôn. Số điện thoại liên hệ để mua hàng bên em đó là 0971 172 105. Bên em chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại thôi nha. Ở đây thì bên em có gửi hàng đi toàn quốc, tức là khi mọi người ở xa muốn mua hàng bên cửa hàng bên em thì bên em cũng có thể gửi hàng đến tận nhà cho mình khui hàng, kiểm tra và thanh toán nha. Và để tránh những cái trường hợp bom hàng như thế này nè, thì bên em sẽ nhận cọc trước đó là 50.000 hoặc 100.000, để tránh những cái trường hợp như là có nhiều khách hàng chỉ thích đặt hàng thôi nhưng mà hàng đến không có nhận đó mọi người, hoặc một số cửa hàng cạnh tranh không có được lành mạnh. Đấy. Thì bên em nhận cọc thì sẽ nhận qua nhiều hình thức như là qua thẻ cào Viettel, qua chuyển khoản ngân hàng này kia nọ đều được hết nha mọi người nha. Thì tất cả các thông tin bên từ cửa hàng cũng như là thông tin hình thức mua bán bên em có để hết trong phần mô tả video, quý khách hàng có thể xem lại trong phần mô tả video nha. Và để không làm mất thời gian của mọi người, em sẽ vào luôn những dòng sản phẩm của ngày hôm nay nha. Đầu tiên thì mình sẽ đến với những cái đơn hàng bom trước. Đầu tiên ở đây thì mình sẽ có một cái cây iPad, cây này là bị bom hàng về. Đây này thì khách hàng gửi đến nhưng mà thực chất là gia đình của anh khách này gọi điện không không biết sao mà gọi không có nghe máy, mọi người về gửi hàng đến nơi mà gọi đến 5-6 ngày gọi không nghe máy. Em gọi qua thì cứ bấm máy bận, em gọi qua thì nó cứ đổ chuông một lúc rồi người chủ máy thì cứ bấm máy bận thôi, cho nên là bị hoàng về. Đây là một cái iPad mini, thì đây là một cây mini 3. Như mọi người biết thì cây mini 3 thì bên em đang bán ra với mức giá sẽ là 1,8 triệu, thì nó đầy đủ phụ kiện. Thì cây này thì khi khách hàng đặt á, thì người ta không có lấy phụ kiện nha mọi người nha, tức là khi anh khách này anh đặt thì anh không lấy phụ kiện. Đây máy thôi. Nói chung là tất cả những cái dòng máy mà bên em gửi hàng đi xa, ví dụ như mọi người ở xa mà muốn mua hàng bên em thì đừng có sợ cái vấn đề là bể vỡ hay là không đúng hàng nha. Tại vì thứ nhất là bên em gửi hàng đến mọi người sẽ được khui hàng kiểm tra ngay tại chỗ. Thứ hai nữa là hàng bên em gói bằng xốp hơi rất là dày nha, rất là dày. Nói chung là cho cầm bưu tá cầm quăng chọi luôn cũng không thể nào bể vỡ được. Có thể là xấu ở cái hộp bên ngoài thôi, nhưng mà bên trong thì sẽ không bao giờ có cái tình trạng bể vỡ được nha. Đấy. Con này thì khách hàng em lấy mấy trần, nhưng mà đợt này thì bị bom hàng trả về đây mọi người. Con này thì em bán ra lại thì em sẽ tặng kèm một chiếc bao da cũng như là một bộ sạc cáp nha, với mức giá sẽ là 1,8 triệu nha. Thực chất một cái đơn hàng như thế này nè mà em gửi đi rồi em bị bom hàng về thì em sẽ lỗ khoảng tầm hơn 150, tùy vào xa gần. Tại vì em gửi đi mà em cho đồng kiểm nè, hàng giá trị cao nè, rồi giao hàng tận nơi nè, đó là bên em sẽ trả phí khoảng tầm 80 mấy ngàn, tùy vào gần gần thì khoảng tầm 70 mấy ngàn. Nhưng mà em nhận khách chỉ có 40 ngàn thôi, còn lại em sẽ phụ. Còn nếu như bị hoàn về thì em sẽ trả hết 80% giá trị của đơn hàng đi nữa. Cho nên là ở đây một đơn hàng mà bị hoàn về thì em sẽ bị mất khoảng tầm 150, cho đó là khoảng tầm 150 đấy. Nhưng mà cái đó thì cái lỗi do buôn bán thì bắt buộc mình phải chịu rồi, có người này người kia, mình không thể bắt khách hàng sau chịu cho khách hàng trước được. Em vẫn bán lại cái này chỉ có 1,8 triệu thôi, và phụ kiện thì em vẫn sẽ tặng một bộ sạc cáp và một chiếc bao da mới nha mọi người nha. Đây bao da dọc này nha mọi người, bao da thì nó sẽ bảo vệ mặt trước mặt sau luôn nha. Đây là một cái iPad mini 3 phiên bản wifi 4G nha. Thì về một số cái thông số của dòng mini 3 á, thì đầu tiên cây này em giới thiệu về hình thức trước. Hình thức bên ngoài nó vẫn có xước xước một tí thôi, nhưng mà những cái này thì mình bỏ vào ốp lưng thì sẽ đẹp ngay nha mọi người nha. Nói chung máy em sẽ đánh đồng là khoảng tầm 98%. Đấy, máy thì em đánh đồng là khoảng tầm 98 thôi. Phụ kiện kèm theo là gồm có bao da, một bộ sạc cáp nha. Bao da, một bộ sạc cáp, bộ nhớ sẽ là 16GB nha mọi người nha. Dòng này thì bộ nhớ sẽ là 16GB. Màn hình của những con này thì sẽ được là 7.9 inch nha mọi người nha, 7.9 inch. Đấy. Cái pin của nó sẽ được là 6400 ha. Pin này là pin zin theo máy luôn, em sẽ bao cho mọi người là máy nguyên zin, pin zin theo máy luôn. Nói chung là full chức năng, bỏ sim luôn nha mọi người nha, sử dụng sim luôn. Đấy, wifi 4G nha. Với mức giá là 1,8 triệu, iPad mini 3, vân tay vân rồi đầy đủ nha mọi người nha. Máy là xinh đẹp luôn. 1,8 triệu. Tiếp đến thì cũng là một cái đơn máy hàng bom hàng về nha mọi người. Đây. Đây là một cái đơn đến từ Thuận An, Bình Dương. Đơn này thì gọi khách cực kỳ luôn, gọi bao nhiêu lần không bao giờ nghe máy luôn, gọi đến rồi hẹn với bưu tá xong rồi đến khi bưu tá giao vào lại không nghe máy. Rồi bên em gọi cũng không nghe máy luôn, cho nên là đơn này bị bom hàng về. Đây là một cái LCV 50S nha mọi người nha. Đây, mình khui luôn. V50S bên em thì nó có mức giá sẽ là 3,3 triệu nha mọi người nha. Đây là hàng mới, nói chung là nó cũng không gọi là mới 100% đâu, kiểu như là nó hàng đã qua sử dụng ấy, nhưng mà sử dụng nhẹ thôi. Còn với lại nó là có một cái lô nữa là nó gọi như là hàng trưng bày của hãng ấy. Còn người ta sẽ đưa ra
tôi bảo hành người ta sẽ đưa ra lại cho mình. Thì nó về thì chỉ có hộp máy và máy thôi, còn phụ kiện thì bắt buộc mình phải thêm vào. Phụ kiện ở đây thì bên em sẽ tặng phụ kiện mới hoàn toàn 100% nha. Thấy hàng em gửi đi xa thì bên ngoài có quấn xốp hơi, bên trong cũng có nha mọi người nha. Đây là máy nè và ốp lưng nha. Cái hóa đơn bán hàng, kim thẻ bảo hành thì cái này thì không cần thiết nữa rồi. Tại vì khách bom thì đằng nào mình cũng phải thay một cái thẻ mới. Đấy. Bên trong thì sẽ có cổ que lấy sim nè, một tai nghe LG và một bộ sạc nhanh nha mọi người nha. Nói chung là combo phụ kiện này là bên em đã tặng kèm hoàn toàn 100%, gọi là đầy đủ hết. Chỉ có không có cái cường lực thôi, tại vì dòng này em không có cường lực. Bên em là không có làm về dây can mọi người. Ốp lưng nè. Ốp lưng ra luôn nha. Máy thì đẹp hoàn toàn 100% luôn nha. Miếng dán màng nè. Đấy. Dòng này thì cấu hình nó cũng khá là ok nha mọi người nha. Đấy, con này thì mới nãy khui ra thì ở đây thì nó vẫn còn được khoảng tầm 9% pin thôi. Đấy, 9% pin rồi. Khi gửi đi là mình quên tắt nguồn rồi. Nói chung là cái dòng này thì cầm pin khá là lâu luôn. Khi gửi đi nếu như mình quên tắt nguồn mà đến thời điểm bây giờ thì bị hoàng về thì cũng sẽ rơi vào khoảng 50 ngày ấy. Đấy. Dòng này thì màn hình của nó là màn hình 2K nha mọi người nha, 2K cộng luôn ấy. Cái độ phân giải của nó là 2K cộng nha. Màn hình thì nó vẫn sẽ là 6.4 inch thôi. Đấy. RAM thì sẽ là RAM 8GB và bộ nhớ của nó sẽ là 256GB. Nó là máy 5G nha, LCV50S tinh quy 5G. Nó sử dụng chip Snapdragon 855, màn AMOLED luôn nha. Đấy. Nếu dòng này về tất cả cấu hình thì nó cũng khá là ổn nha. Đấy. Bộ nhớ là 256GB, RAM thì sẽ là RAM 8GB. Sử dụng là một SIM nha. Nói chung là máy ở đây thì em sẽ bao cho mọi người là máy SIM đẹp keng hết. Đấy. Đấy. Đẹp hết nha mọi người nha, gần như là không có bất kỳ một cái điểm xước nào luôn. Với mức giá sẽ là 3,3 triệu cho hàng LG V50S thinh quy, RAM 8 và bộ nhớ sẽ là 256, pin dòng này thì sẽ được là 4.000 nha mọi người nha. Tiếp đến nữa thì cũng là một cái đơn hàng bị bom. Đây là một cái đơn hàng của một anh ở ngoài Thái Bình. Đây là một cây G8 nha mọi người nha. Cây này thì thực chất là gửi hàng đi rất là lâu luôn, gửi đi gửi cả về là rất là lâu, cây này rất là lâu luôn. Hàng G8 thì bên em nó cũng rất là ít khi có nữa. Cái này là khách hàng mua trúng cái chương trình khuyến mãi, nhưng mà vì không biết gửi ra sao khách hàng không có nhận thì bị hoàn về đây mọi người. Shop hơi thì em gói cực kỳ nhiều luôn. Anh đúng mua trúng cái chương trình khuyến mãi được. Đó là nó sẽ có kèm thêm một cái tai nghe i12 đây. Em vẫn có tặng kèm. Đây là máy nha. Đây là LG G8 nè. G8 thinh quy. Phụ kiện thì bên em vẫn sẽ tặng đầy đủ như là ốp lưng nè. Đấy, còn ở đây là hóa đơn bán hàng nè. Hóa đơn bán hàng thì giờ không cần nữa ha. Tiếp theo nữa là một bộ cốc cáp sạc nhanh và một tai nghe cho mọi người nha. Nói chung là phụ kiện thì tất cả bên em đều là tặng sạc á, thì sẽ là sạc nhanh luôn nha. LG G8 tinh quy, đây là một cái máy màu xám. Máy này thì bên em đang bán ra với mức giá sẽ là 2.650.000 nha. LG G8 thì nó sẽ được là RAM 6GB và bộ nhớ của nó sẽ lên đó là 128GB. G8 thì nó cũng giống như cái hàng V50 thì nó là hàng đã qua sử dụng nhẹ nha mọi người nha. Nói chung là cũng như là hàng kiểu như là những cái mặt hàng mà trưng bày người ta đưa ra vậy, trưng bày rồi tồn kho về nó hết hạn bảo hành thì người ta sẽ bán ra cho mình. Và ở đây thì bên em sẽ bảo hành cho mọi người tất cả những cái dòng này là một đổi một trong vòng 3 tháng. Thực chất là một đổi một trong vòng 3 tháng là nó sẽ bảo hành cao hơn tất cả các trung tâm siêu thị luôn. Tại vì trung tâm siêu thị người ta chỉ một đổi một trong vòng 30 ngày thôi. Đấy. Còn đây của em sẽ là bảo hành trong 3 tháng nha mọi người nha. Đây là LG G8 phiên bản Mỹ nha mọi người nha. Bản này là bản Mỹ. Con này gửi đi gửi về thì cả rất là lâu rồi thì bị hết pin nha mọi người nha. Đấy, bị hết pin. Như em vừa mở nguồn ở đây, bị hết pin đây. Cái này gửi cả đi cả về thì bị hết pin. Thì ở đây vẫn có G8 này. Đấy, G8 này. Lát nữa em sẽ giới thiệu cây này thì mọi người sẽ lấy cấu hình cây này thì ngang với cây này luôn. Tại vì G8 nó chung với nhau. Nhưng mà cây này thì mức giá của nó sẽ cao hơn 50.000 nha mọi người nha. Sẽ cao hơn 50.000. Một cây màu xám. LG G8 thì về một cái số thông số các bạn của nó như là cái độ chống nước của nó này, nó chuẩn chống nước luôn nha mọi người nha. Chuẩn chống nước. Nó sẽ có cảm biến vân tay phía sau. Bản này là bên em sẽ là bản Mỹ nha. RAM 6GB và bộ nhớ sẽ là 128GB. Màn AMOLED luôn. Đấy. Màn của nó sẽ là cong 2.5D. Trình Hi-Fi DEC trên LG vẫn có bình thường nha mọi người nha. Camera sau của nó sẽ lần lượt sẽ là 12 và 16 nha, nó sẽ có cảm biến vân tay ở đây. Đấy, chip sẽ là chip Snapdragon 855, tức là con chip của nó ngang ngửa với V50S luôn nha. Pin được 3.500 với mức giá là 2.650.000 nha.
Đây mình sẽ lên cái cây G8 này nữa. Đây là một cây G8 tiếp. Cây G8 này là bản màu đỏ nha mọi người nha. Nó vẫn là hàng giống như con này luôn. Đấy, nó vẫn là đầy đủ phụ kiện cho mọi người nha. Nhưng mà con hàng này là hàng lên nắp lưng mới. Tại vì cái bản màu đỏ mận này nè, thì cái nắp lưng của nó hiện tại nó sẽ không có ra cái bản màu đỏ mận nữa, mà nó sẽ ra màu đỏ tươi ấy. Cái bản nắp lưng của nó mình thấy ở đâu cũng vậy thôi. Đấy, nó vẫn sẽ là hàng mới luôn, hàng này nó vẫn sẽ là hàng chính chính luôn nha. Nhưng mà cái nắp lưng này là mình lên mới, cái nắp lưng này là lên mới nha, tại vì cái bản màu đỏ về nó sẽ không có kèm nắp lưng đấy. Đặc biệt là cái bản màu đỏ nó sẽ không kèm nắp lưng. Nếu như quý khách hàng theo dõi của em thường xuyên thì sẽ biết được con này là màu đỏ của cái bản LG á, thì nó sẽ là màu đỏ mận nha, nhưng mà con này thì nó sẽ là màu đỏ tươi đấy, tại vì mình về mình lên lưng mới. Nhưng mà thực chất ở đây em vẫn sẽ bao cho mọi người là tất cả những ốc vít trong máy chưa từng bung tháo luôn, em vẫn bao như vậy cho mọi người yên tâm mà sử dụng nha. Chế độ bảo hành vẫn sẽ là một đổi một, nói chung là nó với những con này thì là như nhau luôn, một đổi một hết. Chế độ bảo hành bên em là một đổi một đối với những cái mặt hàng zin như thế này nè. RAM thì tất cả nó đều như nhau, RAM 6GB và bộ nhớ của nó sẽ lên đó là 128GB, đều giống nhau hết nha mọi người nha. Màn thì màn của nó là màn AMOLED, cho nên khi em quay phim mà đối diện với cái ánh đèn ở trên này nè, mọi người thấy cái ánh đèn ở trên này nè, thì nó sẽ lên cái đường cái đường chói lại so với cái video đó, thì quý khách hàng thông cảm nha. Tất cả những bản này thì bên em nó sẽ đều là bản một sim hết nha mọi người nha, đều là máy một sim hết. Về mình test camera nè. Đấy, camera thì rất là rõ nha mọi người nha. Đây là camera trước nè, và đây sẽ là camera sau. Những bản màu đỏ này thì bên em nó chỉ có 2,6 triệu thôi, nó rẻ hơn bản kia là 50.000, nhưng mà phụ kiện cũng như là full box thì sẽ là như nhau nha mọi người nha. Nhưng con này quay phim cho bản rất là đẹp nha mọi người nha. Những cái trình như là Hi-Fi DEC nè vẫn sẽ có nha. Hi-Fi DEC tức là cái trình âm thanh 3D á. Nói chung là riêng về LG thì về độ nhanh, độ nhạy và độ bền của nó thì khỏi chê rồi ha. Đấy, độ nhanh, độ nhạy và độ bền của nó. Nhưng mà bù lại thì có được cái là cái mức giá của dòng này nó rất là rẻ. Đấy, mức giá rất là rẻ nhưng mà cấu hình thì lại khá là cao nha mọi người nha. LG G8 Thinh Quy 2,6 triệu và con này sẽ là 2,65 triệu. Đó là những cái đơn hàng bom, và bây giờ mình sẽ đến với những cái chương trình khuyến mãi ngày hôm nay. Thì khuyến mãi ngày hôm nay thì bên em vẫn tiếp tục sale tiếp cho mọi người, đó là như em đã báo được cách đây là 3 ngày á, em sale 200 bộ sạc, nhưng mà đợt này thì bên em vẫn còn nha mọi người nha, tức là 200 bộ sạc bên em vẫn chưa sale hết. Đấy, em sale 200 bộ sạc trong vòng 3 ngày, thì ngày hôm nay là cái ngày thứ ba rồi. Đấy, ngày hôm nay nó sẽ là ngày thứ ba nha. Đây là 300 bộ sạc, 200 bộ sạc Aromax 25W. Và đặc biệt thì ở đây thì bên em sẽ tặng kèm cho mọi người đó là một dây cáp sạc, một dây cáp sạc nhanh luôn. Dòng này thì bên em thì nó sẽ là sạc trong suốt nha, hàng này là hàng chính hãng đàng hoàng ha. Đấy, nó sẽ có hai loại củ, nói chung là củ vuông và củ tròn, thì củ nào của chất lượng nó cũng như nhau và mức giá nó cũng là giống nhau. Bên em đều khuyến mãi là 170 ngàn hết nha, tất tần tật đều khuyến mãi là 170 ngàn hết, và sẽ được tặng kèm cọng cáp tai xi, tai xi ra Lightning hoặc là tai xi ra tai xi tùy vào cái dòng máy mình đang sử dụng. Dòng này nó sẽ có hai chân sạc là một chân 25W và một chân là 30W. USB ra thì nó sẽ ra 25W, ý 20W, còn Type-C ra thì nó sẽ ra 25W nha. Dòng này sẽ có đèn báo luôn đấy, và nó sẽ có những con tụ chống cháy nổ trong này nha, nó nhìn xuyên suốt luôn, nhìn trong suốt nha mọi người nha. Đấy, dòng này cực kỳ chất lượng luôn. Bên em thường là đang bán ra với mức giá sẽ là 220, nhưng mà đợt chương trình khuyến mãi 3 ngày đó bên em báo là một giảm 50 ngàn thì còn 170 ngàn. Và đặc biệt cái dòng này thì bên em đang khuyến mãi là miễn phí ship nữa nha, miễn phí ship và tặng thêm một dây cáp sạc, chỉ có 170 ngàn thôi. Đó là nói chung là tổng cộng là 200 bộ ấy. Ở đây thì cũng còn được 20 mấy bộ nữa mọi người, cũng còn được 20 mấy bộ thôi. Đấy, còn những cái dòng tai nghe AirPods Pro bản màu, bản hổ màu đen thì bên em vẫn có nha, với mức giá sẽ là 320. Đây là những cái món phụ kiện mà bên em về liên tục đấy, 320 ngàn. Dòng này là dòng rip 11 nha mọi người nha. Đấy, tai nghe đây, dây cáp sạc trong này nha. Dòng này là hàng loại 11 luôn, nói chung là âm thanh nghe chuẩn luôn, nói ngang ngửa với cái hàng zin mà liên khoảng tầm mà đến 1 triệu mấy đến 2 triệu, nó ngang ngửa luôn. Nhưng mà chức năng thì chắc chắn nó sẽ không bằng đâu, nhưng mà cái thời gian, thời lượng sử dụng và âm thanh của nó sẽ là giống nhau. Như dòng kia nó sẽ có định vị nha, cái nội dòng này thì nó không có định vị thôi. Đấy, dòng này thì âm thanh nghe nhạc thì khoảng tầm 6 đến 8 tiếng, còn nếu như mình đàm thoại thì nó rơi vào khoảng tầm 4 đến 6 tiếng nha mọi người nha. Đấy, tai nghe AirPods Pro bản hổ nha. Tiếp đến thì là Realme C55, như mọi người thấy là như em có báo trước ấy, thì Realme C55 bên em nó về liên tục, nói chung là đủ mã luôn. Realme C55 bên em nó về được bản 6 trên 6 trên 128 nè, bản 4 trên 1 trên 64 nè, và bản 8 trên 128 nha, ít bản 8 trên 256 nha mọi người nha. RAM 8GB bộ nhớ là 256GB, bản nó là 3,6 triệu. Bản RAM 6GB bộ nhớ 128GB thì nó sẽ đang bán ra với giá sẽ là 3,2 triệu.
Và cái bản RAM 4GB bộ nhớ 64GB này nè, bên em đang bán ra chỉ có 2.850.000 thôi. Đấy. Cái bản này đặc biệt thì nó sẽ có 3 màu, còn nó không giống như cái những cái bản kia, thì những cái bản 6 rồi cái bản M100 bản RAM 6GB và RAM 8GB thì nó chỉ có là một màu đen thôi. Dòng này bên trong phụ kiện nó sẽ gồm có một cái cốc sạc nhanh 33W nha mọi người nha, một cốc sạc nhanh 33W, một cáp sạc. Chiếc ốp lưng em tặng kèm trong đây nha. Đấy. Realme C55. Hàng này gọi là cái hàng quốc dân trong cái cửa hàng của em trong cái thời gian vừa rồi nha mọi người. Đấy, nó sẽ có 3 mã màu. Cái riêng cái lô này thì nó sẽ là hàng mới hoàn toàn chưa qua người sử dụng nha. Đấy, hàng này là hàng trôi bảo hành chính hãng luôn, chưa qua người sử dụng nha mọi người nha. Realme C55 em sẽ có 3 mã màu xanh, mã màu trắng và mã màu đen nha mọi người nha. Mã màu đen thì như đợt vừa rồi em giới thiệu khá là nhiều ra, mình không cần giới thiệu lại ha. Còn đây là mã màu trắng nè. Đấy. Đấy, mã màu trắng nha mọi người. Nói chung là máy mới hoàn toàn nha mọi người nha. Dòng này là mới hoàn toàn luôn, chưa qua người sử dụng nha. Đấy. Chẳng qua là nó sẽ có những vài cái phe phẩy là trong cái quá trình vận chuyển cũng như trong quá trình mà bên em kiểm tra và hàng và test máy thôi, nó sẽ có một vài cái phe phẩy không không đáng có trong cái quá trình mình kiểm tra máy thôi. Dòng này thì cấu hình của nó cũng cực kỳ cao. Dòng này thì đầu tiên á, thì về cái độ sáng màn hình của nó thì khỏi chê rồi nha. Cái độ sáng màn hình này là nếu như mình sử dụng ngoài trời thì không bao giờ có cảm giác kiểu như là nó tối phải che lại nó mới nhìn đâu, tại vì cái độ tinh chỉnh ánh sáng của nó rất là cao cho cái dòng này luôn nha mọi người nha. Rất cực kỳ cao cho cái dòng C55 này. Về cái màn hình của nó con này cũng rất là to nha mọi người nha. Màn hình của nó lên là 6.7.2 inch luôn. Đấy. Cái độ rộng của nó là 6.7.2 inch. Cái mặt cam trước này nó rất là tiện lợi nha mọi người nha. Nó sẽ có cái trình khi mình cắm sạc nó sẽ báo trên đây nè. Đấy. Nó giống như những cái dòng của iPhone 14 bây giờ. Nói chung là cái này thì khi quý khách hàng sử dụng thì sẽ biết được, nó sẽ hiển thị thông báo ở đây nè, nó sẽ có một cái thanh thông báo ở đây. Đấy, những cái dòng mà đời mới như là nó kiểu như là theo cái thời của iPhone 14 á mọi người, theo cái kiểu vậy. RAM của những con này sẽ là RAM 4GB. RAM của những con này sẽ là RAM 4GB và bộ nhớ của nó sẽ lên đó là 64GB. RAM 4 nhưng mà nó sẽ hỗ trợ cho mình là cộng thêm 4GB RAM ảo nha, RAM 4 cộng 4 nè. Đấy. Tất cả những cái dòng này cây RAM bao nhiêu nó sẽ cộng cho mình thêm cây RAM turbo bấy nhiêu luôn. Đấy. RAM 4 cộng 4 là tương đương khoảng 508, bộ nhớ sẽ là được 64GB nha. Chip vẫn là sẽ là chip G88, pin 5000. Đấy. Camera sau sẽ gồm có hai cam, cam chính sẽ lên 64MP, thiết kế vuông vức nha mọi người nha. Cảm biến vân tay nhận diện khuôn mặt một chạm hết nha. Cảm biến vân tay thì tích hợp trong nguồn luôn nha mọi người nha. Hỗ trợ sạc nhanh 33W. Độ phân giải màn hình sẽ được là Full HD cộng nha, sử dụng 2 SIM. Nói chung ví dụ như là mình sử dụng về mà mình không cần quá nhiều bộ nhớ thì những con này cực kỳ ok luôn. Đấy. Khi mình chuyển cam trước thì cam trước nó sẽ báo luôn nha. Mình sẽ báo nó sẽ báo đèn luôn. Đấy. Cam trước cực kỳ rõ nét. Cam sau quay phim chụp ảnh đẹp hết nha. Ngoài bản RAM 4GB thì bên em có thêm bản RAM 6GB nữa, mức giá sẽ là 3.2 triệu. Đấy. Bản này thì bên em hiện tại nó chỉ có là 2.850.000 thôi. Em có màu đen, màu trắng cũng như là màu xanh nha mọi người nha. Full box tất tần tật luôn. Đều là full box hàng mới hoàn toàn nha. Phụ kiện thì bên em tặng mới hoàn toàn luôn. Đấy. Đó là Realme C55 nha. 2.850.000. Tiếp đến thì ở đây em có về được cái hàng Samsung Note 20 nữa nha mọi người. Note 20 thì sáng ngày hôm nay nó về thêm khá là nhiều luôn. Đấy. Note 20 thì tất cả bên em đều là về bản màu đồng. Hàng này là hàng đẹp gần như 99 luôn. Đấy, bản hàng nha mọi người nha, gần đẹp như 99 luôn. Đấy, không có điểm xước luôn, hoặc là có những cái điểm xước nhưng mà cực kỳ nhỏ nha mọi người nha. Nói chung là cái lô này thì em đánh giá là nó đẹp cực kỳ luôn. Đấy, bản hàng này thì nó sử dụng là một SIM nha mọi người nha. Samsung Note 20 nó sử dụng là một SIM. Bên em đang bán ra với mức giá sẽ là 5.4 triệu, và đặc biệt thì sẽ có tặng kèm một bộ sạc nhanh, là một chiếc ốp lưng và một miếng dán màn hình, kèm theo đó là que lấy SIM, tức là combo 4 món phụ kiện nha. Ở đây thì bên em vẫn có thể giảm cho mọi người, nếu như không lấy phụ kiện kèm máy thì mình sẽ được trừ ra thêm đó là 150.000 nữa nha. 5.4 triệu, nếu như trừ đi 150.000 thì chỉ còn có là 5.250.000 thôi, tính ra là khá là rẻ cho cái dòng Note 20. Đặc biệt đây là bản hàng zin và máy đẹp keng 99 nha mọi người nha. Đấy. Nó thật chất chứ đẹp keng 99, có nhiều khách hàng về nhưng mà soi ra những cái điểm xước nhỏ nhỏ thì lại nói tại sao lại không thì lại nói 99. Thì ở đây em sẽ đánh đồng là khoảng tầm 98-99. Nói chung là như những con mắt nhìn dễ tính như em á, kiểu như em á, thì kiểu như em chứ không nói là dễ tính, kiểu như em thôi, là những theo em nhìn nhận thì những con này có thể đẹp được 99%. Còn máy thì em sẽ bao cho mọi người là máy nguyên zin rồi. Đấy. Máy thì em sẽ bao là máy nguyên zin hết rồi. Mình không có cần lo về cái chức năng cũng như là cái cấu hình trên máy, tại vì em đã bao là máy nguyên zin hoàn toàn 100%. Đấy.
camera quay phim này cực kỳ nét luôn nha. Dòng này thì màn hình của nó độ rộng sẽ là 6.7 inch đấy, công nghệ màn hình vẫn sẽ là Super AMOLED Plus nha. Phiên bản Android của nó thì mình sẽ cập nhật lên được Android 13 rồi đấy. Cam phía sau thì nó sẽ có gồm có 3 cam, cam chính thì sẽ lên đến là 64 megapixel nha. Chip của dòng bản hàng thì sẽ chạy Snapdragon 865. RAM thì sẽ là RAM 8GB và bộ nhớ sẽ là 256GB nha. RAM 8 bộ nhớ 256. Mình sẽ giảm bớt độ sáng xuống nha. Thông tin pháp lý này đấy, Note 20 5G. Bộ nhớ lưu trữ đây. RAM thì sẽ là RAM 8GB, bộ nhớ sẽ là 256GB. Cái bộ nhớ ảo của nó, cái bộ nhớ RAM ảo của nó thì sẽ lên được 8GB RAM, tức là cái RAM Turbo nó vẫn sẽ hỗ trợ cho mình là 8GB RAM, thì tương đương khoảng tầm RAM 16 trên 256 nha. Bản hàng thì chỉ sử dụng là một SIM thôi, full phụ kiện bên em đang bán ra chỉ có là 5 triệu tư thôi. Tất tần tật tất cả các máy thì nó đều như nhau. Đấy. Đồng loạt như nhau luôn nha mọi người nha, đẹp chín chín luôn. Đấy, đẹp chín chín luôn nha mọi người nha. Với mức giá sẽ là 5 triệu tư. Tiếp đến thì mình sẽ đến với Samsung A05. A05 thì ngày hôm nay em về tiếp được nữa nha mọi người nha. Đây là A05, đợt này thì nó không có bản mã màu đen, nó chỉ có mã màu trắng cũng như mã màu xanh thôi. Đó là Samsung A05 nha. A05 này bên em thì nó sẽ là hàng mới, mình sẽ được bảo hành chính hãng là 1 năm. Và đặc biệt dòng này thì bên em sẽ tặng kèm thêm một cái cốc sạc 25W nữa. Hay. Tại vì dòng này á, dòng này nó hỗ trợ sạc 25W mà bên trong nó lại không có tặng cốc sạc mọi người đấy. Phụ kiện bên trong của nó nè. Thì ở đây nó trong này thực chất là nó chỉ có đúng một cái dây cáp sạc thôi. Đấy, chỉ có đúng một cái dây cáp sạc thôi, không có một cái gì hết nha. Đấy, chỉ có đúng cái dây cáp sạc thôi. Bên em sẽ tặng kèm cho mọi người một cái cốc, cốc là cốc 25W nha. Đấy, và đây là máy nè. Quay lấy sim thì nằm ở đây nha. Đấy, ngoài ra ngoài tặng cái cốc sạc này, nhanh 25W thì bên em sẽ còn tặng kèm thêm cho mọi người đó là một chiếc ốp lưng nữa nha. Tại vì thực chất phụ kiện bên trong máy nó không có cái gì ngoài dây cáp hết. Khi mọi người mua trong trung tâm siêu thị những cái dòng này bây giờ nó trên 3 triệu. Nó trên 3 triệu đồng nhưng mà phụ kiện của nó thực chất là cũng không có gì đâu, chỉ có cái máy không thôi. Mọi người bắt buộc phải mua kèm cốc sạc nè, mua kèm ốp lưng nè. Đấy. Nhưng mà còn khi mua bên em thì đã được tặng đầy đủ rồi. Đấy, cốc cáp sạc là có sẵn luôn rồi. Đấy, cáp sạc thì nó có sẵn trong máy rồi, còn cốc sạc bên em tặng luôn cốc 25W. Thực chất mua trong những trung tâm siêu thị hàng hóa nó vẫn vậy thôi, nó vẫn giống bên em, đều được bảo hành chính hãng 1 năm mà, đâu có cần phải bảo hành tại các trung tâm gì đâu, đều được bảo hành chính hãng 1 năm. Nhưng mọi người mua cái máy thì nó đã trên 3 triệu rồi này. Đấy. Tiếp theo mình phải mua một cái cốc 25W ở những trung tâm siêu thị bắt buộc nó cũng phải trên 250. Mua thêm chiếc ốp lưng ít nhất thì cũng vài chục ngàn nữa, thì tính ra là cũng lên khoảng tầm 3 triệu rưỡi, khoảng tầm 3 triệu tư 3 triệu rưỡi. Tính ra mua bên em là 2.750.000. Dòng này bên em thì nó rất là rẻ, 2.750.000 thôi đấy, mà được còn được tặng nó là cốc 25W nè, kèm thêm một chiếc ốp lưng nữa. Còn chế độ bảo hành thì thực chất như những trung tâm siêu thị cũng như là bên em thì bảo hành là như nhau, tại vì hàng nhà là hàng mới hoàn toàn, mình được bảo hành chính hãng nha. Thiết kế con này thì nó khá là sầm mút luôn, nó khá là thô á mọi người, mình có cảm giác là nó khá là to. Tại vì cái khung vuông này nè, nó cái khung vuông, nhưng mà cái khung vuông này em rất là thích, lý do là nó không có có bằng ngang giống như cái hàng vuông như iPhone hoặc là những cái dòng này, hoặc là như cái dòng iPhone 5 á, mình cảm giác ở đâu. Cái này là nó bo tròn nha, cái khung xương của nó sẽ bo tròn. Đồng ý là nó vuông á, nhưng mà nó bo tròn lên, nó bo gồ lên cho mình cầm vào cảm giác nó không có bị cấn tay. Đấy. RAM thì sẽ là RAM 4GB và bộ nhớ sẽ là 64GB. Dòng này thì pin nó được là 5000, camera sau sẽ gồm có 2 cam và cam chính nó sẽ lên đến là 50 megapixel nha. Màn hình là 6.7 inch. Đấy. Nói chung là con này phục vụ giải trí thì thoải mái luôn. Với mức giá chưa đến 3 triệu đồng sở hữu một con máy Samsung. Camera đẹp nè, thứ nhất là camera đẹp, pin trâu, hỗ trợ sạc nhanh 25W nữa. Đấy, cam trước cũng khá là đẹp nha. Cấu hình cực kỳ ổn luôn nha mọi người nha. Hàng mới hoàn toàn 100%. Samsung A05 nha. RAM 4GB và bộ nhớ sẽ là 64GB nha mọi người nha. Tiếp đến nữa thì một số cái dòng máy thì ở đây em sẽ có sót được một cây Samsung S20. S20 thì thực chất ở đây em chỉ còn có đúng một máy thôi. Mọi người đợi em một tí nha, em sẽ lấy cái bộ phụ kiện của nó. Đây, bây giờ mình sẽ quay lại với cây S20 này. Ở đây thì em còn sót được đúng một máy màu xám thôi nha mọi người nha. Cây này thì tình trạng là máy em sẽ bao cho mọi người là nguyên zin luôn. Đấy. Tình trạng thì nó có phe phẩy nhỏ nhỏ một tí thôi, tại vì đây là hàng đã qua sử dụng, bắt buộc là nó phải có phe phẩy nhỏ nhỏ xí rồi. Thì cây này em đang thanh lý ra, thì như mọi người thấy là ngày hôm qua thì bên em về S20 rất là nhiều, thì bên em đang khuyến mãi là giảm 200.000 thì chỉ có là 4.2 triệu thôi. Với mức giá này mọi người vẫn được tặng đầy đủ phụ kiện như là sạc nhanh, một ốp lưng và miếng dán màng nha. Đấy. Samsung S20 bản hàng thì nó sẽ là bản một sim nha mọi người nha. Dòng này thì sẽ là một sim, pin 4000 và hỗ trợ sạc nhanh nha. Đấy.
Con này thì bên em nó sẽ là RAM thì sẽ là RAM 12GB và bộ nhớ sẽ là 128GB. Màn hình của nó vẫn là công nghệ Dynamic AMOLED 2X nha. Màn hình của nó độ rộng con này nó không quá to, nó chỉ có 6.2 thôi. Màn hình cong tràn viền nha. Đấy, dòng này thì màn hình cong khỏi chê rồi. Còn về camera dòng này ấy, thì camera sau của nó sẽ lên đó là 64 megapixel, nó sẽ có hai camera hỗ trợ lần lượt sẽ là 12. Nếu như để quý khách hàng để phân biệt được cái camera con này nó quay phim cỡ nào á, thì mình cứ xem cái video này sẽ biết được là cái độ sắc nét của nó. Tại vì ở đây em đang quay phim bằng một con S20 luôn. Đấy. Đây mọi người sẽ thấy ở đây em đang quay bằng một con S20. Nói chung là trước giờ em vẫn quay bằng một con S20 thôi. Đấy. Chip của nó thì sẽ là chip trong này vậy. Thì sẽ chạy là Snapdragon nha mọi người nha. Giờ là xin lỗi mọi người nha. Mình sẽ quay lại. Giờ đây S20 5G nha mọi người nha. Phiên bản này là một sim nha, một sim. RAM ROM của nó thì RAM 12GB và bộ nhớ sẽ là 128GB. Dòng này nó vẫn hỗ trợ cho mình cái RAM Turbo, tức là cái RAM ảo á, nó lên nó 8GB RAM ảo thì tôi được khoảng tầm RAM 20GB nha mọi người nha. Đấy. RAM 20GB. Dòng này ở đây thì em sẽ bao cho mình là máy nguyên zin hết nha mọi người nha, nguyên zin 100% luôn. Đấy. Có thể là bên ngoài nó không đẹp như 100% nhưng mà thực chất bên trong thì em sẽ bao cho mọi người là nguyên zin 100% nha. Như vậy cho mình yên tâm mà sử dụng nha mọi người nha. Hỗ trợ sạc nhanh luôn, bên em sẽ tặng kèm thêm một bộ sạc nhanh là 18W, một chiếc ốp lưng chống sốc và kèm theo đó là một miếng dán màn hình và que lấy sim nha. Ở đây thì em chỉ còn có đúng một máy màu xám thôi, S20 nha mọi người nha. Tiếp đến nữa thì mình sẽ đến với cái hàng HTC. HTC thì như cái video trước thì em đã giới thiệu cho mọi người rồi. Đây là HTC E3, bên em thì sẽ là hàng mới hoàn toàn luôn. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Pin của nó thì sẽ được là pin 5000. Dòng này thì bên em sẽ hỗ trợ với mức giá sẽ là 1.850.000 nha mọi người nha. HTC E3, ở đây thì có một cây em đã khui siêu và em bóc ra rồi đây. Em bóc ra để làm video review cho mọi người rồi đây. Màn hình thì sẽ được là 6.5 inch, phụ kiện đầy đủ luôn nha, có cáp sạc. Đấy. HTC màn hình 6.5, nói chung là đầy đủ chức năng, nhận diện khuôn mặt này kia nọ, cảm biến vân tay này kia nọ là một chạm hết nha mọi người nha. Nói chung là con này thì em thấy về cấu hình cũng như là về chức năng của nó là khá là ok luôn, nhưng mà mức giá thì quá là rẻ, 1.850.000 thôi, máy mới hoàn toàn 100% nha. Đặc biệt một cái là pin của nó sẽ được là 5.000 luôn đấy, pin được 5.000 nha mọi người nha. Đấy, đây là hàng mới hoàn toàn, chỉ có 1.850.000 thôi, đảm bảo cho mọi người là sử dụng là thiên thu luôn đấy. Tại vì máy mới thì mình không phải lo gì hết mọi người, nói chung là không, máy cũ thì mình mới lo chứ máy mới thì mình không lo gì ha. Tiếp đến nữa thì mình sẽ về với một số cái dòng gaming. Thì ở đây em còn sót được đúng một cây Redmi K40 Gaming. Thì như mọi người biết thì K40 Gaming thì đợt đầu tuần vừa rồi đây, đầu tuần này nè, thì bên em đã về được một số hàng K40 Gaming, hàng full box, hàng như mới luôn. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì hôm nay cũng là cuối tuần rồi, em chỉ còn có đúng một máy duy nhất thôi. Đây là một cây Redmi K40 Gaming nha mọi người nha, hàng full box luôn. Thứ nhất là bên trong nó sẽ gồm có một chiếc ốp lưng và một que lấy sim. Ốp lưng này là bên em tặng rời nha mọi người nha, bên em tự bỏ vào thôi. Đấy. Chứ còn máy về nó sẽ không có ốp lưng đâu. Tiếp theo sẽ là máy, và ở đây em chỉ còn có đúng một máy màu đen thôi. Phụ kiện tiếp theo bên trong nữa thì sẽ gồm có một bộ sạc 67W nha mọi người nha. Đây, một bộ sạc 67W. Nói chung là dòng gaming thì nó là sạc siêu nhanh rồi. Đấy. Bắt buộc nó phải sạc nhanh để cho những tay game thủ có pin để mà chơi tiếp. Đấy. Dòng này thì thực chất mình nói gaming nhưng mà những khách hàng không sử dụng game mình vẫn có thể sử dụng bình thường, tại vì thực chất là nó về cái cấu hình mạnh thôi, nó chơi game nó đỡ nóng hoặc là nó đa nhiệm hơn thôi, và màn hình nó siêu nhạy siêu mượt hơn. Thay vì vậy mình không chơi game, mình xử lý những cái tác dụng khác, mình nhắn tin hay là mình xử lý những cái ứng dụng mà chơi, mình chơi lướt TikTok này kia nọ, nó vẫn mượt mà hơn những con máy bình thường, vậy cái độ nóng của nó sẽ giảm như rất là nhiều. Tại vì máy gaming mà. Đấy. Những con này thì mình ví dụ như khách hàng không chơi game vẫn sở hữu, vẫn sử dụng bình thường, nó có thể ngon hơn những con máy bình thường, tại vì nó có độ nóng của nó sẽ giảm tối thiểu luôn. Cái hiệu năng của nó sẽ được tăng lên tối đa cho mình khi xử lý ứng dụng cũng như là xử lý game. Đấy. Màn hình con này thì sẽ là màn hình OLED. Cái tỷ lệ màu của nó sẽ là 1 tỷ màu nha mọi người nha. Đấy, 1 tỷ màu và nó sẽ là 120Hz nha. 120Hz. Đấy mà cái độ nhạy của nó. Còn nếu như những ai chơi game thì mình sẽ có hai cái nút đa nhiệm ở đây. Đấy, mình sẽ gạt hai cái nút đa nhiệm ở đây. Ví dụ như chơi bắn súng thì mình sẽ bắn được bằng hai cái nút ở trên này luôn nha mọi người nha. Đấy, nó sẽ có hai cái nút ở đây cho mình bấm luôn. Hoặc nếu như mình không thích bấm vậy mình khóa hai cái nút này lại. Đấy. Còn đây sẽ là nút nguồn nha mọi người nha. Nó sẽ có tích hợp vân tay trong nút nguồn luôn. Nhận diện khuôn mặt này kia nọ là đầy đủ nha. Dòng này thì sẽ là RAM 8GB và bộ nhớ của nó sẽ lên đó là 128GB.
camera sau cũng rất là đẹp. Và cái đèn blast thì mình làm cực kỳ ngầu luôn, theo cái kiểu hình sấm sét cho mọi người. Camera ba cái và camera chính của nó sẽ lên, nó là 64 megapixel. Mình sẽ test luôn cái camera con này luôn. Đấy, cực kỳ rõ nha mọi người nha. Đấy. Mặc dù là máy gaming nhưng tất cả những cái tác vụ phụ như là camera này kia nọ hoặc là ứng dụng mượt mà em thấy là tất cả nó đều là hoàn chỉnh hết. Kể cả camera này nó sẽ có nhiều cái chế độ như chụp chân dung xóa phông này, chụp hình ban đêm nè, đấy. Và nó sẽ có thêm nhiều cái chế độ như là ở đây video ngắn nè, rồi slow motion này kia nọ, nó sẽ có nhiều cái mọi người. Đấy. Hoặc là chế độ phân thân tức là nhân đôi. Nó có rất là nhiều chế độ. Camera của nó em thấy là rất là đẹp nha mọi người nha. Camera con này em thấy rất là đẹp. Đấy. Chụp ảnh nè, quay phim nè, cực kỳ rõ luôn nha mọi người nha. Quay phim cực kỳ rõ luôn ấy, quay phim camera trước nè, rất là rõ nha mọi người nha. Những con này về thực chất là sử dụng là khá là ok luôn. Pin pin của dòng này á, mình cầm vào máy mình cảm giác nó khá là nặng, tại vì cái dòng này thì pin của nó khá là cao nha mọi người nha. Pin của nó lên đến là 5.065 mAh luôn, 5.065. Nó hỗ trợ sạc nhanh cho mình là 67W. Theo cái thông số trên hãng á, tức là theo thông số mà người ta sản xuất ra, người ta báo là mình sạc đầy chưa đến 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà thực chất như em trải nghiệm thì nó có thể là hơn 1 tiếng đồng hồ, nó khoảng tầm 1 tiếng 15 đến 1 tiếng 20 phút. Đấy. Đó là sạc từ cái phần pin yếu nha mọi người nha. Đấy. Còn thực chất thông số trên hãng thì người ta cái quảng cáo, mà quảng cáo thì chắc chắn là nó sẽ có xê dịch. Như ở đây gieo trực tiếp em trải nghiệm cái dòng này luôn thì nó sẽ không đến cái mức đấy nha mọi người nha. Đó. Đây, Redmi K40 Gaming, dòng này thì bên em đang bán ra với mức giá sẽ là 4 triệu 450 ngàn nha mọi người nha, 4 triệu 450 ngàn. Thì chứ ở đây em chỉ còn có đúng một cây thôi, một cây máy màu đen duy nhất thôi, một cây duy nhất nha mọi người nha. Đấy. Và tiếp đến thì ở đây em cũng có sót được một cây S22 Ultra. S22 Ultra thì bên em nó sẽ là mã Mỹ, hàng này là hàng gần như mới luôn, nói chung là hàng 99,9 luôn ấy. Hàng này thì chỉ có kiểu như là hàng trải nghiệm sơ ở trong hãng thôi. Dòng này thì bên trong phụ kiện nó cũng không có gì hết mọi người, nó chỉ có một dây cáp sạc và que lấy sim thôi. Dây cáp sạc trong này nha, dây cáp sạc trong đây và que lấy sim. Bên em sẽ tặng rời cho mọi người đó là một chiếc ốp lưng, một miếng dán màng và kèm theo là một cái cốc sạc 25W nha. Đấy. Mình sẽ mở nguồn nó lên. Đây là S22 Ultra nha mọi người nha. Con này là bản Mỹ nha mọi người nha. S22 Ultra này sẽ là bản Mỹ. Những con này thì bên em đang bán ra với mức giá sẽ là 13 triệu 100 ngàn. Tức là mọi người đã được tặng kèm đó là một cái cốc sạc mà 25W rồi này. Dây cáp sạc thì có sẵn rồi. Em tặng kèm thêm miếng dán màng cũng như là một chiếc ốp lưng nữa nha mọi người nha. Và một số cái cấu hình cơ bản của cái con này. Thì ở đây dòng này thì hiện tại bên em thứ nhất là bây giờ nó sẽ là màn hình cong trước đây này. Mình sẽ giới thiệu ngoại quan trước nha. Là dòng này thì ngoại quan thì nó sẽ không có trầy xước luôn. Nó thật ra thì nó không có một điểm trầy xước luôn nha mọi người nha. Đấy, không có một điểm trầy xước luôn. Màn hình của con này là màn hình cong, độ rộng của nó sẽ lên là 6.8 inch. Đấy. Công nghệ của nó sẽ vẫn sẽ là Dynamic AMOLED 2X nha mọi người nha. Cam sâu của nó sẽ lên đến là 108 megapixel và ở đây nó sẽ gồm có 4 cam, nó sẽ có 3 cam hỗ trợ. Camera dòng này sẽ nhân cho mình là zoom 100x nha mọi người nha, zoom 100x tức là phóng đại lên 100x. Đấy. Bản thì nó sẽ là bản Mỹ thì nó sẽ chạy cho mình sẽ là hai sim, một eSIM và một micro sim nha mọi người nha. eSIM thì thực chất là mình quét từ nhà mạng thôi, eSIM thì mình ra trực tiếp nhà mạng mình quét vào thôi. RAM thì sẽ là RAM 12GB, bộ nhớ sẽ là 256GB nha mọi người nha. Với mức giá là chỉ có 13 triệu 100 ngàn thôi. Hàng này thì bên em thì nó sẽ là hàng mới luôn. Nói chung là nói mới thì thực chất là trong quá trình mình test máy, mình trải nghiệm á, hoặc là mình làm video review, ví dụ như mình lỡ làm đụng nên mình nó xước một tí đi thì khách hàng lại nói ở tại sao nó lại không phải hàng mới, cho nên ở đây em chỉ báo là hàng 99 thôi. Đấy, nhưng mà thực chất là một điểm xước nhỏ cũng không có luôn nha mọi người nha, một điểm xước nhỏ cũng không có luôn. Mức giá sẽ là 13 triệu 100 ngàn bản màu tím nha mọi người nha. Chỉ còn có đúng một máy duy nhất thôi. Thì quý khách hàng ở xa muốn mua hàng thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em, đó là 0971 172 105. Bên em có gửi hàng toàn quốc luôn nha mọi người. Nói chung là em gửi thì từ 2 đến 4 ngày hoặc là từ 3 đến 5 ngày tùy vào size gần thì quý khách hàng có thể nhận được nha. Dạ rồi, em xin phép được kết thúc video trưa hôm nay ở đây. Hôm nay ở đây thì rất cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian xem video của em. Nếu như mọi người muốn xem lại những video cũ cũng như là những chương trình review những dòng máy khác thì có thể bấm vào nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo khi bên em lên video mới nhất nha.